Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hôm nay thì mình đang ở nhà các bạn ơi. Sáng nay thì mình không có đi làm nên là mình ở nhà mình quay một cái video để giới thiệu tất cả các bạn một cái món ăn mới mà mình chắc là lần đầu tiên mình quay trên kênh mình. Đây là cái món hạt điều các bạn. Thì các bạn biết là sắp Tết rồi, hầu như là gia đình nào cũng mua hạt điều về để ăn để uống trà các bạn. Hạt điều này, dưa, mứt rồi cái bánh kẹo á. Thì chỉ còn khoảng mười mấy ngày nữa là tới Tết rồi. Hôm qua thì mình có mua một ít hạt điều của cái chị bạn ở cơ quan bạn mình. Thì chị này là chị ở Bình Phước các bạn ạ. Thì cũng là chị em cùng cơ quan thôi. Thì ở vườn chị ở Bình Phước có trồng hạt điều. Và chị nhặt cái hạt điều ở vườn đấy. Tức là hạt điều nó chín nó sẽ rụng xuống vườn các bạn. Sau đó người ta sẽ đi thu hoạch. Thì cái hạt điều ngay tại vườn đấy người ta sẽ đem về nhà. Và người ta rang, người ta đóng gói và người ta bán luôn. Và cực kỳ rẻ luôn các bạn. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu tất cả các bạn, nếu như bạn nào có nhu cầu sử dụng hạt điều Tết thì mình có thể gọi qua số của chị để đặt nha các bạn. Đây. Hạt điều đây các bạn ơi. Đây là hạt điều mình mua này. Rất là đẹp luôn. Mình mua 4 kg nữa các bạn. Mình mua để mình tặng anh em nữa tại vì mình thấy rẻ quá. Lúc đầu thì mình không có ý định quay đâu, nhưng mà tại vì mình mua rồi mình thấy cái hàng này nó ngon quá và mình cũng là chuyên đi, mình cũng thường xuyên đi làm review ẩm thực cho các bạn xem, nên là mình quyết định mình quay để các bạn nào có nhu cầu thì mua nha. Mình chắc chắn là các bạn sẽ hài lòng thôi. Đấy, đây là cái hạt điều cho bạn mình này. Mình mua một cái hộp như này là nửa ký các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy cái hạt điều nó đều không? Rất là đẹp nha, từ trên xuống dưới nha. Đấy. Và cái hạt điều này là rang tại nhà, rang thủ công luôn các bạn. Không có bất kỳ một cái chất bảo quản nào hết và rang rất là ngon luôn. Tí nữa mình sẽ cùng với tất cả các bạn thưởng thức. Đây. Một hộp như này là nửa ký nha các bạn. Đấy. Nửa ký và xếp đầy thế này này. Các bạn có biết là cái giá của cái hạt điều này bao nhiêu một hộp không? Hiện tại các bạn, hạt điều nếu như vào cái dịp Tết như thế này ấy, một các bạn mua một ký chắc cũng phải tầm 300-400 nếu như muốn nó ngon, 300-400 đổ lên nha các bạn. Thì cái hạt điều này cái chị đó bán chỉ có giá là 260.000 một ký các bạn. Tức là một hộp này là nửa ký 130.000. Các bạn tin được không? Một cái hộp hạt điều như này chỉ có giá 130.000. Cái lúc mà mình lấy hạt điều từ chỗ chị ấy về để mình dùng các bạn, thì mình nói đùa, mình bảo là cái này có khi còn rẻ hơn lạc nữa các bạn. Lạc là đậu phộng đó. Giá rất là hợp lý luôn. Các bạn nhìn thấy cái hạt điều nó đều răm rắp này, đấy, rất là ngon. Cái video này thì mình quay trong sáng nay và xíu nữa mình quay xong mình sẽ đăng luôn nhé các bạn. Để các bạn nào có nhu cầu thì các bạn gọi qua cái số điện thoại của chị nó nhanh. Tại vì là người ta rang số lượng có hạn, tại vì khi mà các bạn đặt hàng á, người ta mới rang. Người ta chỉ rang trước một cái sản phẩm nào đó nhất định thôi, tức là những cái số, cái trọng lượng nhất định thôi. Ví dụ như là rang trước một vài ký gì đấy. Không thì người ta sẽ cứ đợi khi nào có đặt hàng người ta mới rang, chứ không có rang đại trà các bạn. Đấy, rang thủ công tại nhà. Và hạt điều này, hạt điều vườn nhà luôn. Các bạn biết là Bình Phước người ta rất là nổi tiếng về những cái món hạt điều này, tiêu này, rồi cao su. Đấy, một hộp như này 130.000 là mình chắc chắn là các bạn không thể kiếm ở đâu ra mà nó rẻ mà nó chất lượng như này hết. Tí nữa các bạn cùng thưởng thức với mình rồi các bạn sẽ thấy. Cái này là lúc đầu mình mua tạm, mình thấy rẻ các bạn. Mình thấy rẻ mình mua 4 kg để mình tặng, mình ăn rồi mình tặng luôn tại vì sắp Tết rồi. Nhưng mà sau khi mà mua về á thì mình mới thấy là nó quá rẻ và quá chất lượng, nên là mình lấy về chắc khoảng 2 ngày rồi. Hôm nay mình mới quay video rồi các bạn. Mình để từ hôm giờ tại vì hôm giờ mình bận việc quá. Bây giờ mình sẽ cắt cái hộp này ra nha. Để xem là cái hạt điều nó ngon như thế nào nha các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy cái hộp hạt điều chưa? Mình nhắc lại đây là hộp nửa ký nha. Đây này. Sáng nay mình không đi làm nên mình tranh thủ ở nhà mình quay luôn. Quay xong cái video này mình úp xong mình sẽ đi làm các bạn. Hộp hạt nào cũng như hạt nào luôn, đều răm rắp luôn. Nhà rang. Đấy. Hạt điều rang muối Bình Phước nha các bạn. Cái hộp rất là đẹp luôn, 130.000 một hộp như này mình nghĩ là đúng là quá tuyệt vời rồi. Đây.
Bạn nào mua thì gọi qua nhanh nha. Để mình đặt cái số điện thoại lên video này. Các bạn nào ở khu vực Sài Gòn nhé các bạn. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái dao để mình dọc cái hộp này ra cho các bạn xem. Mình lấy con dao rồi các bạn này. Nhưng mà mình phát hiện ra là hình như là người ta quấn keo cũng đơn giản dễ bóc, nên là mình bóc luôn nhé các bạn. Mình có một tay, một tay quay, một tay bóc. Các bạn đợi xíu nha, mình bóc cái này ra xong rồi mình quay tiếp nha. Mình đã bóc xong rồi nha. Ôi, khi mà mở cái hộp hạt điều các bạn, cái mùi hạt điều rang á các bạn, nó thơm lắm. Này là hạt điều rang muối hay sao ấy. Đây, các bạn nhìn thấy cái hạt điều nó đều chưa? Xếp rất là đẹp luôn. Và hạt nào như hạt nấy các bạn. Đây này. Quá đẹp luôn. Đây. Đang còn vỏ nha các bạn. Này nhà tự rang luôn. Để mình đổ ở đây. Cái này mà làm ly trà nữa là tuyệt vời các bạn. Hạt điều Tết nha các bạn. Đó. Quá đẹp luôn. Mình bóc vào đây các bạn. Mời các bạn nha. Mình ăn trước một hộp để cùng các bạn cùng xem luôn. Hạt điều rất là ngon. Hạt rất là đều các bạn đây này. Quá chuẩn luôn. Lúc đầu mình không có ý định là mình quay cái này các bạn, nhưng mà mình mua mình thấy ngon rẻ quá các bạn, nên là mình quyết định mình quay để bạn nào có nhu cầu. Cái video này làm là vì các bạn. Mình muốn giới thiệu đến tất cả các bạn một cái sản phẩm hạt điều rất là ngon, nhà làm từ Bình Phước. Đặc biệt là tự trồng hạt điều, tự rang hạt điều rồi tự đóng gói, tự bán. Nhà làm với cái giá rất là rẻ, chỉ có 260.000 một ký. Mà cái hạt điều này mình phải nói là cái hạt nó hoàn hảo các bạn. Cái hạt điều nó quá hoàn hảo luôn. Nếu như mình không có hay mua hạt điều lắm, thường thường chỉ Tết, lễ Tết hay có việc gì đó mình mới mua thôi. Thì mình không biết cái giá chính xác của nó bây giờ là bao nhiêu. Nhưng mà theo cái cảm nhận của mình á, cái hạt điều này, chất lượng của nó, mình phải nói là nó hoàn hảo các bạn. Thì với cái hạt điều hoàn hảo như này các bạn đi mua chỗ khác thì mình nghĩ là chắc phải tầm 400-500 ngàn đổ lên các bạn mới mua được một cái ký hạt điều như này. Đấy, mời các bạn nha. Rất là thơm luôn, khi mà mình mở cái hộp với cái mùi thơm các bạn. Thèm lắm. Đây, mời các bạn nha. Cái này mình làm một ly trà nó hợp rồi. Rang muối nha các bạn. Tuyệt vời các bạn ơi. Ngon quá. Ăn hạt điều này phải uống trà các bạn. Mà mình đang quay cho các bạn thôi. Mình tập trung hạt điều, mình không pha trà nó bạn. Ngon quá. Hạt điều rất là béo, thơm. Đây, mời các bạn nha. Quá ngon. Nó béo lắm các bạn. Này ăn này mình hơi tốn công mình bóc cái vỏ lụa này. Nhưng mà hạt điều mà còn cái vỏ này mới là đắt tiền lắm ạ. Ngon. Các bạn nhìn thấy cái vỏ nó vàng óng này. Cái độ vàng của nó y như là một cái múi sầu riêng các bạn. Và bên trong nó trắng. Hạt điều á, nó thơm, ăn nó giòn, nó béo, nó không có cái vị của đắng đắng hay là vị mốc mốc hay là vị nhạt nhạt. Đó. Mình có bộ trà kìa, ấm trà mà mình không pha các bạn. Ăn hạt điều với bạn một xíu để các bạn nào có nhu cầu mua nha. Mình bất ngờ các bạn khi mà mình mua cái sản phẩm hạt điều này của chị đồng nghiệp thì mình bất ngờ. Chị này thì mình với chị đã quen nhau mấy năm nay các bạn. Rất là thân thiết rồi. Nhưng mà mình năm nay là năm đầu tiên mình mua hạt điều của chị ấy. Đây mình thấy rẻ quá các bạn. Mà ngon nữa.
Bữa trước thì anh Thuyên chị Thu có mua một hộp và hôm đấy đi xem phim có mang đi ăn đúng không ạ? Ăn ở ngoài chứ không phải mang vào rạp nha. Thì mình thấy ngon nên là mình quyết định mình đặt 4 kg để mình đặt luôn. Mình đặt 4 kg thì nhà mình 2 hộp. Rồi mình tặng 2 hộp này cho nhà bạn mình, 2 hộp này cho nhà bạn mình. Nói chung là mỗi nhà 2 hộp các bạn ơi. Đấy. Có 260 ngàn à. Ngon. Ở đây các bạn thấy rõ. Ngon. Chị ấy là chị Yến. Mình quên, nãy giờ mình không không nói tên đúng không? Số điện thoại đang có trên video, trong phần mô tả và trong phần comment. Các bạn cứ gọi vào chị Yến nhỉ. Hạt điều rang muối Bình Phước. Nhà làm. Nên là các bạn thấy là nhà làm á, nó mang tính chất thủ công. Hộp này không có bao bì nhãn mác này luôn. Chắc là mai mốt chị phải ghi là hạt điều chị Yến lên đây để các bạn nào có nhu cầu người ta còn mua đấy các bạn ơi. Này, quấn bằng băng keo này. Nhưng mà rất kín nhưng mà. Mình lấy về 2 ngày nay rồi, nhưng mà mình không có quay được tại vì mình bận nhiều việc quá. Sáng nay thì mình không có lên cơ quan nên mình ở nhà mình quay luôn. Mời các bạn nha. Mình ăn bên này trong này thử xem. Đây này các bạn nhìn thấy này. Hạt điều nó đều như này cơ mà. Này. Sắp Tết rồi, các bạn mua cái này về tặng cũng được. Các bạn phải đặt sớm nha. Có nhu cầu thì các bạn xem xong video này phải quyết định đặt ngay. Và mình chắc chắn là các bạn không phải hối hận đâu. Thấy nếu như có nhu cầu phải đặt ngay để chị nó còn rang nữa các bạn. Chị gọi về nhà ở Bình Phước đó, bố mẹ chị rang các bạn ơi. Chị thì làm ở dưới Sài Gòn này, Tết mới về là. Thì người ta rang xong trên Bình Phước, người ta sẽ chuyển xuống Sài Gòn cái này. Rồi sau đó chị Yến sẽ giao tận tay cho các bạn. Chắc chắn là ngon. Cái này chị bỏ cỡ rất là ít muối. Đúng rồi. Nãy giờ mình nói mình quên. Nên là lúc nãy các bạn nhìn thấy á, cái hộp này này, nhìn nó giống như hạt điều không mà chưa làm gì á. Nhưng mà thực tế đã rang rồi. Có bỏ một tí muối rồi. Nhưng mà rất là ít muối như bạn. Mình ăn mình chỉ cảm nhận một cái vị hơi mặn nhẹ ở trong đó thôi. Rất là ít cái vị mặn ở trong đó các bạn. Mình đi mua hạt điều ngoài thì cái vị mặn của nó nhiều hơn một xíu. Đôi khi các bạn không thích ăn mặn. Mình ăn hạt điều mua ở siêu thị các bạn thì mình hay có một cái động tác thêm, đó là mình phủi phủi bớt cái muối nó dính ở trên cái hạt điều này, mình phủi bớt đi tại vì nó mặn. Ngon. Này làm bình trà nó hợp các bạn nhỉ. Hạt điều phải nói là nó ngon, mình không chê vào đâu được các bạn. Tại vì lúc đầu mình suy nghĩ tại sao chị lại bán rẻ như vậy, trong khi hạt điều nó quá ngon nữa. Thì mình nghĩ một điều đó là cái này là người ta nhà làm các bạn. Cái chi phí nó không có nhiều vào đây. Nên là người ta hạ giá xuống, bán nó dễ hơn. Nếu như mà bán bằng với giá của các cái vựa, các cái siêu thị hay là các cái cửa hàng thì người ta mua cửa hàng. Chứ mua cái này mà do không có chú tâm lắm. Quá ngon mà. Rồi, bây giờ thì chắc là mình sẽ kết thúc cái video ở đây nhé mọi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video ngày hôm nay. Nãy giờ thì mình vừa giới thiệu tất cả các bạn một cái sản phẩm hạt điều của chị đồng nghiệp mình là ở cơ quan cũ. Chị đã bán cái hạt điều này ở Bình Phước, nhà làm nhà rang, hạt điều nhà trồng, sau đó tự chế biến luôn và bán với giá là 260 ngàn một ký như các bạn. Rất là rẻ luôn. Và các bạn thấy là hạt điều nó hoàn hảo như này đó. Một cái hộp như này là nửa ký như các bạn. Nếu như các bạn mua 1 kg thì nó sẽ được 2 hộp như này này. Đây. 2 hộp như này là 1 kg là 260 ngàn. Một hộp như này 130 ngàn.
mà hộp nào như hộp nào nhé các bạn. Các bạn nếu như gọi cho chị Yến đặt hàng thì nhớ dùm mình cứ nói là đã xem video của Phạm Dũng và biết và gọi để đặt hàng, thì các bạn sẽ có những cái ưu đãi nó tốt hơn nha các bạn. Cứ nói là xem video Phạm Dũng và biết được cái hạt điều này. Bây giờ thì mình sẽ xin được kết thúc video đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn lại các bạn video tiếp theo nha. Cái này thì bây giờ mình sẽ úp luôn lên luôn để các bạn có nhu cầu thì gọi nha các bạn. Nhớ là các bạn hãy gọi luôn, gọi ngay để chị đó gọi về Bình Phước. Ở gia đình ở Bình Phước người ta sẽ rang rồi đóng gói rồi lại còn chuyển xuống Sài Gòn nữa. Nên nó sẽ hơi mất công một xíu vì cái thời gian Tết nó đã rất là gần rồi.